Dạ vâng, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay em sẽ review lại một phần cái clip hồi sáng em mới đăng ha. Thì cái vấn đề này là một cái vấn đề phát sinh trong quá trình mà em gói hàng, em mới phát hiện ra cái điểm này. Thì cái lúc mà hàng về á, khi mà xuống công á, thì em lấy hàng theo cái dạng mà gọi là đồ nghề Nhật bãi, với lại theo cái máy móc công cụ với Nhật gửi về theo công á. Thì thực ra là do cái lúc mà xuống công á, thì nó cũng cái thời điểm nó ngắn quá, cho nên em cũng không kịp kiểm tra cái thông tin ở trên đây này. Đó, em mà em chỉ nhìn tất cả những thông tin ở trên đây là tem nhãn hoàn toàn bằng tiếng Nhật hết đó. Thì em với Đinh Ninh là cái hàng này của sản xuất trực tiếp tại bên Nhật đấy. Nhưng mà hồi chiều nay thì em mới gói hàng thì em mới kiểm tra lại, em mới nhìn kỹ lại cái thông tin ở trên đây ấy, là Made in China. Nhưng mà thực ra là em cũng rất là bất ngờ, thì em mới tra lại cái công ty này. Công ty là Alumis. Đó, thực ra công ty này thì có nhà máy bên Trung Quốc, nhưng mà sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản và xuất sang thị trường Nhật Bản nha. Đó, thành thử ra mới có chữ là Made in China, nhưng được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản và xuất để chỉ sử dụng cho thị trường của Nhật Bản thôi. Thì cái thông tin của cái sản phẩm này á, em kiếm được á, là chỉ có trên website của Nhật Bản, chứ không có tên, không có bán ở trong các cái thị trường của nước khác ha. Đó, thì cái mã sản phẩm của nó là ARH80NV của cái công ty gọi là Alumis. Thì công ty này á, là chuyên sản xuất những cái chuyên sản xuất về nhôm và một số mảng về nông nghiệp, và hợp tác thêm một công ty sản xuất về xe đạp cho thị trường nội địa của Nhật. Rồi, thì em sẽ nói thông tin về cái sản phẩm này. Tức là cái sản phẩm này em tra trên mạng á, thì nó có thông tin như thế này. Tức là cái nhựa của nó được sản xuất bởi cái nhựa polypropylene chống trơn trượt. Đường kính của bánh xe là phi 65, tải trọng là 80 kg, và nó nặng là 2,7 kg cho mỗi cái. Rồi, thì có mỗi một cái thông tin ở trên cái website của Nhật này thôi là có được thông tin đầy đủ thôi. Đó, chứ còn mấy thông tin ở trên mấy trang khác là gần như là không có. Đó, thì cái giá của nó ở bên Nhật á, thì em tính đại khái như thế này. Tức là một hộp này là 6 miếng, là 6 cái này nè, là giá của nó là 12.900 yên, giá chưa có thuế, và giá của nó sau thuế là 14.190 yên. Tức là tính ra nó giá tiền của nó là 230 đồng, là tiền Việt mình á, một yên á, thì nó ra tầm khoảng 3.2 triệu á, 6 cái. Thì nếu mà một cái thì tính ra đâu đó nó tầm khoảng 500 mấy 550 ha. Đó là giá ở bên Nhật. Nhưng mà nếu mà về Việt Nam mình á, thì nó còn rất nhiều loại thuế ha. Đó, rất nhiều loại thuế khác, rồi thuế quan, rồi thuế nhập khẩu vân vân. Đấy, thì giá của nó em nghĩ là đâu đó nó cũng sẽ tầm rơi vào khoảng sấp xỉ là 700 nghìn một cái. Sấp xỉ là 700 nghìn một cái. Rồi, thì em cái mục đích của em đó là cái clip này thì em xác nhận lại là hàng này là sản xuất bên Trung Quốc của một công ty Nhật nha. Sản xuất theo tiêu chuẩn của nội địa Nhật Bản đó, để sử dụng cho bên thị trường Nhật Bản, chứ không phải là hàng thương mại xuất ra các nước khác. Dạ, thì em nói sơ qua lại về cái chiều dài và kích thước của cái xe này nha. Thì cái chiều dài của cái xe này á, đây, chiều dài của xe này là 49.5 nha. Đó, chiều dài này là 49.5, và chiều rộng là 36.5. chiều cao của cái này nè, tức là từ cái đáy bánh xe này lên tới đây là 11.6 cm. đó, ở trên đây thì nó có một số cái tay cầm ha. Đó, anh em nhìn nhựa nè, nó khá là dày ha. Đó, cái đường những cái thường là một số cái sản phẩm ở bên Việt Nam mình thì họ làm những cái này nè, nó rất là mỏng manh đó. Nhưng mà thì những cái đường này nè, gia cố nè, những cái đường gia cố này nó ít ha, thì cái sản phẩm của mình sẽ không được chắc chắn. Nhưng mà em thấy cái sản phẩm này nó khá là dày ha, và những cái đường này nó mắc xích với nhau, nó tạo ra một cái liên kết rất là cứng nha. Thì mặt sau của nó
đây mặt sau đây thì cái tem của nó cũng có chữ Made in China ở trên đây ha, cũng có Made in China của công ty Alumis. Rồi thì nó có hai cái tem ha. Đó, nó có hai cái tem. Đấy, tem trên đây cũng toàn chữ Nhật hết ha. Đó, bốn bánh xe. Rồi, ở trên đây thì nó có thêm phần cao su ha. Thêm phần cao su để mà khi anh em đặt hàng lên đây á thì nó không bị trượt. Đó, đó là cái thiết kế của nó. Rồi, cái xe này á thì nó có một cái cũng khá là hay. Đó. Là khi anh em xài cái này á, anh em có thể nối nó lại với nhau được ha. Đây này, ở đây này, anh em để ở đây nó có thêm mấy cái lẫy ở đây này. Đó, anh em có thể ráp rất là nhanh ha, tạo thành một cái xe. Đó. Và cái này có thể liên kết được là từ 4 theo cái thông số chẵn này, 2, 4, 6, 8 đó, đều được hết. Rồi thì em thì cái clip này em có một cái duy nhất thôi, tức là em muốn xác nhận lại với em cái thông tin đó, là hàng này sản xuất ở bên Trung Quốc theo cái tiêu chuẩn và nội địa của Nhật Bản, sản xuất để dùng trong cái thị trường của Nhật Bản. Vậy rồi thì giá một cái như thế này em bán là 350.000 cộng với phí ship nha, phí ship tầm 35 đến 40.000 một cái nữa. Rồi nếu mà gửi bưu điện thì có thể nó sẽ rẻ hơn. Đó thì cái video tới đây của em là xin hết. Dạ rồi thì cũng có một chút hiểu lầm thời gian lúc đầu, cho nên mong các anh em xem ha, xem và